Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái vừa tiến hành nghiên cứu bảo tồn, phục dựng nghi lễ đặt tên cho con của dân tộc Thái Đen, huyện Trạm Tấu. Đây là lễ cúng vía đầu tiên cũng là nét văn hóa đặc sắc của người Thái. Việc phục dựng nghi lễ đặt tên cho con của dân tộc Thái Đen tại Yên Bái nhằm phát huy giá trị và lưu giữ giá trị văn hóa độc đáo trong kho tàng di sản văn hóa của địa phương, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khuyến khích cộng đồng các dân tộc thiểu số tăng cường hơn nữa việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng của mình. Đây cũng là cơ sở để lựa chọn, đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.